Hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái cổ phiếu này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là cổ phiếu chứng khoán của Tiên Phong Bank, ORS ha. Thì với ORS đó mọi người, đây là một trong những cái cổ phiếu mà như cái tiêu đề em đã có đặt cho mọi người là bắt được cái sóng tăng trưởng hay là bẫy rủi ro. Thì xét chung về cái ngành chứng khoán thì một trong những cái yếu tố mà giúp tăng mạnh nhất đó chính là cái nâng hạng thị trường. Mà hiện tại cái việc đó nó vẫn còn hơi xa vời, nên chúng ta sẽ dựa nhiều vào các cái thông số chính như việc này để từ đó chúng ta dự phóng được cái việc khả năng thời gian tới ORS có khả năng sẽ bật tăng như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái chỉ số Vietnam Index để chúng ta view sơ, từ đó nắm được cái mặt của câu chuyện thời gian tới. Với chỉ số Vietnam Index của mọi người hiện tại đang trong một cái giai đoạn gọi là chưa có đường phương hướng rõ ràng. Tại vì căn bản ở các khung thời gian hiện tại, Vietnam Index đang có một cái xu hướng tăng khá là tốt và đang có những cái sự tích lũy cũng như là chưa có bất kỳ cái thay đổi nào về cái hình thái của xu hướng tăng. Đó là một cái điều quan trọng nhất để mọi người nắm. Và cái câu chuyện ở đây là gì mọi người? Khả năng Việt Nam Index sẽ về đâu đó lại cái vùng 1270 ha, sẽ về lại vùng 1270 để có thể bật tăng trở lại trước khi mà quay trở lại được cái đỉnh 1.300. Còn nếu như cái câu chuyện xấu hơn với Việt Nam Index xảy ra là Việt Nam Index thủng qua khỏi cái vùng 1269-60 thì khả năng Việt Nam Index mới về được 1243. Nhưng mà cái trường hợp đó là một trường hợp khó trong thời điểm hiện tại, vì những cái chính sách về bơm tiền, những cái bối cảnh như là nhu cầu tiêu thụ cuối năm rất cao sẽ được kích hoạt nhờ các cái việc như là ngân hàng nhà nước bơm tiền ra và lãi suất liên ngân hàng giảm, cũng như là các cái hoạt động cho vay của các cái ngân hàng từ đây tới cuối năm khả năng rất là sôi động. Tại vì căn bản người ta đang chạy để đủ được cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Cái việc này em nói đi nói lại rất là nhiều lần cho mọi người rồi, nhưng mọi người em nhắc lại để mọi người nhớ, tăng trưởng tín dụng chính là một trong những cái xương sống của ngành ngân hàng. Vì vậy người ta buộc phải làm được. Vì vậy các gói vay sẽ kích hoạt được cái luồng tiền thời gian tới. Vì vậy chưa có một cái bối cảnh nào quá xấu với chỉ số Việt Nam Index hiện tại. Nếu như căng nhất thì sẽ về 1270, loanh quanh đó tích lũy và sau đó bật tăng trở lại. Chứ cái trường hợp mà thủng khoảng khỏi 1260 sẽ là một trường hợp xấu hơn. Và chúng ta cũng dự phóng là về đâu đó tầm 1243. Nếu mà về đó thì cân lại mua điểm mới vẫn được. Nhưng cái đó là trường hợp xấu nhất. Còn quay lại với ORS thì sao mọi người? Hiện tại ORS á, như khung ngày á, đang là một trong những cái khung đẹp nhất của ORS về cái việc là đang bật tăng trở lại ha, xu hướng tăng đẹp thoáng, không có bất kỳ cái gì chặn đường ORS đợt này hết ha, không kháng cự, không những cái lực hút về cân bằng lại, bây giờ là một cái điểm cân bằng rất đẹp để có thể luôn nha, ngay phi ngày mai mọi người có thể căng mua lại với ORS luôn chứ không cần phải đợi. Lưu ý nha, mua luôn trong phiên ngày mai, không cần phải đợi. Nhớ mọi người chấp nhận một cái rủi ro cũng gọi là tương đối, nhưng mà em báo trước cho mọi người, ORS hiện tại đang nằm trong cái vùng xung đột giữa mua và bán. Có nghĩa là sao? Ở cái vùng tháng thì ORS hiện tại đang có một cái kháng cự ngay cái vùng giá tại 14.250. Nhưng kinh và những cái kháng cự về khung tháng thì mọi người phải cực kỳ là để ý. Bởi vì nó sẽ như thế này. Nếu như sẽ có hai trường hợp thì cái kháng cự của khung tháng và cái hỗ trợ khung này sẽ là tạo ra chúng ta hai trường hợp. Một là lộ trình đúng thì giá sẽ tiếp tục bật tăng và phá luôn kháng cự ở khung tháng. Đó nha, đó là trường hợp 1. Trường hợp 2, không phá được kháng cự thì cái điểm hỗ trợ khung ngày và cái điểm kháng cự của khung tháng sẽ hợp nhau lại thành một cái vùng sideways, một vùng sideways lớn luôn nha. Với ORS ở thời điểm hiện tại, mọi người hiểu ở cái vùng kháng cự tháng này nó có khả năng duy trì tới cuối năm. Vì vậy, nếu muốn ORS tăng trưởng mạnh thì phải qua được cái mốc giá đâu đó khoảng 17, qua được khoảng 17, đó gần 18 thì ORS mới có cái khả năng quay trở lại một cái lực tăng mạnh mẽ, chứ không ORS sẽ giống như từ đầu năm tới giờ mọi người, giống như từ đầu năm y ạch không có tăng trưởng nhiều, không có tăng trưởng nhiều, mà nó có là hay tại cái vùng tầm 15 tới tầm 17 tới 15 rồi sau đó là giảm. ORS đang trong một cái trạng thái gọi là khá là rủi ro kể cả việc mua và bán. Vì vậy mọi người phải có một phương án cụ thể tại thời điểm này nha, và hai cái phương án về cái việc sắp tới em đã trao đổi, và còn một phương án thứ ba là nếu mọi người đã có lợi nhuận từ những cái điểm mua trước đó của ORS thì mọi người nên cân nhắc chốt để đảm bảo được cái lợi nhuận đó, vì không biết được chỉ số chung về sẽ giảm về đâu và tác động như thế nào tới toàn bộ các ngành chứng khoán. Trong vì mọi người phải hiểu như thế này, ORS là một trong những công ty chứng khoán mà về cái cốt lõi và hoạt động kinh doanh nó vẫn chưa rõ ràng. Em sẽ ví dụ như thế này, SSI, HSC, VBS mở rộng rất mạnh về cái thị phần margin, tại vì cái lãi bên đó người ta rất là lớn, người ta tập trung tối ưu, nổi bật luôn về cái mảng margin. Còn VIX thì lại nổi bật về cái mảng tự doanh, còn ORS thì vẫn đang lay hoay
tìm được cái core cốt lõi kinh doanh để từ đó đột phá. Đó là lý do tại sao mọi người thấy lời thời gian vừa qua rất nhiều cổ chứng khoán, cổ trong ngành chứng khoán bật tăng rất là mạnh. Mọi người cứ để ý đi, toàn là những cổ có những cái core cốt lõi thì nó mới tăng được như vậy. Còn những cái cổ mà không có core cốt lõi như là ORS thì nó cứ lay hoay, tại vì căn bản là dòng tiền người ta cũng chưa xác định được là cái hướng đi sắp tới của cổ phiếu này như thế nào. Vì vậy cái cổ phiếu này đang dần được dân đầu cơ để ý nhiều hơn ha, được dòng tiền đầu cơ đánh chú ý nhiều hơn. Từ đó thì sao mọi người? Thì cái câu chuyện chung, khi mà tâm lý người ta đã đặt quá nhiều vào một cổ phiếu về cái việc là cổ phiếu này dành để đầu cơ, thì chắc chắn là cái xu hướng chung của thị trường tác động rất nhiều lên cái cổ phiếu này. Đó là lý do tại sao em phân tích chỉ số chung Vietnam Index để cho mọi người hiểu cái bối cảnh sắp tới nó có xấu như thế nào và nó tốt đẹp như thế nào sẽ tác động tới ORS. Thì chốt lại vấn đề với ORS, với cái điểm mua của ORS thì một là mọi người chấp nhận rủi ro, mua luôn trong phiên ngày mai, đó là điểm, đó là điều đầu tiên nhớ nha, chấp nhận rủi ro ở đoạn này. Thứ hai, nếu mua đoạn này, một là theo cái đà tăng của thị trường quay trở lại thì ORS sẽ tiếp tục tăng và phá luôn cái kháng cự tháng, còn không thì sẽ rơi vào cái trạng thái tích lũy. Tại vì ngay cái vùng giá này em nói mọi người, đây chính là cái vùng giá, ngay cái vùng giá kháng cự của tháng, và đây là cái vùng hỗ trợ 14 nè, 14 15, đây là một cái vùng vừa kháng cự vừa hỗ trợ của ORS. Vì vậy nếu trong cái trường hợp chúng ta dính vào sideways thì cũng được, không sao, miễn là nó không thủng qua cái điểm chặn lỗ mà em view cho mọi người là được. Còn cái trường hợp thứ ba, ai đang cầm hàng thì mọi người nên cân nhắc bán bớt với ORS thời điểm hiện tại để làm sao bảo toàn được lợi nhuận ha. Có rất nhiều cái cổ phiếu mà mọi người có thể mua để đầu tư dài hạn, và có những cái cổ phiếu mọi người chỉ nên dùng để đầu cơ, và ORS hiện tại với bối cảnh này thì nó thuộc về cái vế đầu cơ. Sau này nếu ORS tìm ra được một cái co kinh doanh cốt lõi thì lúc đó lại chuyển qua cái hệ giá trị thì lúc đó sẽ khác ha mọi người ha. Rồi, cái câu chuyện về cái cổ phiếu ORS về chứng khoán Tiên Phong Bank tới đây là kết thúc. Thì mọi người ai muốn biết được cái điểm chốt lời cũng như chặn lỗ của điều này, nhớ xuống phần bình luận kết bạn Zalo và tham gia vào cái đường link Zalo cộng đồng em để dưới phần bình luận ha. Mọi thông tin về ORS, mọi diễn biến, mọi tin tức, mọi tín hiệu giao dịch em sẽ cập nhật một một với mọi người, hoặc cập nhật trong room để mọi người theo dõi sát nhất đối với deal ORS thời gian tới. Và nếu như mọi người coi video này mọi người thấy hay và mọi người sử dụng theo các cái phương án mà em có đề xuất thì mọi người có lời, mọi người nhớ donate qua số tài khoản em để dưới phần mô tả ha. Và nếu ai nhớ like, share và để lại những cái bình luận về các cái thông tin mà em có trình bày trong video nhưng mà mọi người chưa rõ. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào các tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.